quỷ, tổ Phật giáo, thánh nại thiên. Chí ngoan, con ra ngoài chơi, đừng thấy cô làm việc nữa nha. Dạ. Mới tháng trước mà tháng này lớn bộn ta. Má, má thấy con vẽ đẹp không? Cô lại muốn cái gì nữa đây? Thưa má, từ bây giờ con sẽ học may áo dài. Má muốn con may áo dài mà. Biết, con biết làm chứ bộ. Luôn giải. Luôn giải, luôn giặt mông. Gần cả năm trời rồi, học trả hết cho thầy. Ngọc không dũa, không là ngọc quý. Học phải đi đôi với hành. Ây da. Học lại từ đầu. Má, con biết may áo dài rồi. Má cho con mở xưởng riêng làm áo phục nha má. May được đi rồi tính.